hai các bạn. Bây giờ gần 7 rưỡi rồi ha, thì bây giờ mình để một vài phút mình chờ đợi cho các bạn có thể vào, hoặc là mời các bạn khác về nghe cái đề tài của tối hôm nay, tức là bệnh béo phì. Lại mình tiếp tục những cái như những chương trình khác, mà làm sao mà báo bón làm cho mình dễ bị béo phì, hoặc đó nó làm hay béo phì, hay là nó là cái triệu chứng để cho mình biết là mình có thể dễ bị béo phì. Thì để mình chờ một vài phút mà các bạn vào nghe, mời các bạn invite những người bạn khác để vào nghe cái live talk tối nay. Thì đây là một cách để điều trị cái bệnh béo phì và chữa luôn cả bệnh táo bón nữa, rất là hữu hiệu. Các bạn giờ vẫn còn nhạc Noel tí xíu, vẫn còn những cái dấu vết của mùa Noel, và sắp sửa năm năm mới sắp sửa tới rồi ha, New Year. Thì để mình đặt cái đề tài, những cái đề tài để giúp mình sau khi những cái mùa mình ăn ăn thả vàng, thì mình có những cái thời gian để giúp cơ thể mình điều chỉnh lại, để mình có một cái thân khỏe khỏe hơn, và nhất là mình dẹp được những cái calorie mình đã ăn và tích trữ dư, và để giúp cái đường ruột mình tí xíu nữa. Hai Nguyên, hai Katrina. Okay, give it a few more minutes and then we get started. Mình sẽ bắt đầu ha, mình nói chuyện về cái đề tài tối hôm nay. Đây cơ hội các bạn có thể mời các bạn khác vào để nghe chương trình ha. À, đây là một cái xong rồi sau sau khi mình nói về cái đề tài tí xíu, thì mình sẽ có mình nói rõ về cái một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để mà giúp mình điều trị cả hai vấn đề, tức là vừa vấn đề táo bón và vừa vấn đề bị dễ bị béo phì nữa. Hi Quất, yeah, hi. Hi Vân. Merry Christmas everybody. Ok, thôi cũng mười mấy người rồi ha, thì mình bắt đầu được chưa? Bắt đầu cho đúng giờ ha. Stop the Christmas music. Hai, hai các bạn. Một đêm, một lần nữa đêm thứ tư, bạn có rảnh thời gian, và cảm ơn các bạn đã vào để đón nghe chương trình. Mình chia sẻ với các bạn những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm cho chính bản thân mình và cũng cho rất nhiều người bệnh nhân, để giúp họ có một cái thân hình đẹp hơn, khỏe hơn, và tránh được nhiều cái thứ bệnh lắm. Mà một cái mà mình nghe thường xuyên trong các phụ nữ là vấn đề về đề tài này hơi hơi tế nhị tí, nhưng mà về vấn đề về làm sao đường ruột mình nó không làm việc nhanh như là mình muốn, và mình hay bị táo bón, mà cái đó là một cái vấn đề kinh niên nha. Mà nó có những cái mình cũng đó là một cái những cái khám phá mà rất là thú vị, tại vì mình thấy là những người mà họ hay bị táo bón cũng họ cũng rất là dễ bị lên cân. Là người ta ủa sao táo bón tại sao mà lên cân, nghe nghe hơi hơi lạ lạ. Thì trước khi mình vào cái đề tài đó, thì mình cũng nói sơ lược qua cái đường ruột mình làm việc như thế nào. Hi Chrissy. Cái đường ruột mình khi mình ăn đồ ăn rồi thì nó xuống cái thực quản và xuống bao tử, và cái bao tử mình nó sẽ bóp những đồ ăn đó có chất axit để mà tiêu hóa một mớ đồ ăn, rồi nó chuyển xuống đường ruột non. Và ở cái chỗ ruột non đó là cái nơi mà cơ thể mình nó hấp thụ dinh dưỡng, hấp thụ đường nè, tinh bột nè, rồi chất béo nè, rồi chất chất đạm nè, tất cả những cái vitamin và tất cả những chất sắt, chất khoáng gì cơ thể cần là nó hấp thụ nó đường ruột non, tức là small intestine. Mà cái ruột non mình nó cũng khá dài, và nó cũng từng mỗi cái đoạn như vậy á, là mỗi cái đoạn của đường ruột á, thì nó sẽ hấp thụ những cái đồ ăn, những cái dinh dưỡng khác nhau. Và sau đó những cái phần cặn bã đó thì nó mới ra, nó chuyển ra khỏi đường ruột non và vô ruột già. Thì ở trong ruột già những cái chất cặn bã sẽ được
cơ thể mình nó hút cái số nước lượng ở trong cái phần cặn bã lại vô con người để mà giống đó là nước nó vào. Và nếu mà những cái chất cặn bã đó nó không có lưu thông qua cái đường ruột và một cách nhanh chóng thì cơ thể mình nó có nhiều cơ hội nó hút cái nước đó và làm cho cái chất những cái chất cặn bã nó càng ngày nó càng khô và nó cứng lại và nó làm cho mình có tình trạng gọi là táo bón. Đó thì đó là cái sơ lược là nếu mà cái đường ruột mình nó làm việc trơn tru, nó làm việc nhanh nhanh chóng thì có thể một ngày mình phải chuyển bụng tối thiểu cũng một lần hay là hai lần, nếu đều đặn một lần hai lần như vậy thì nó rất là khỏe và bao nhiêu cái chất cặn bã trong cơ thể mình nó được thải ra ngoài liền chứ không có nằm trong cái đường ruột mình ngày này tới ngày khác, mà lỡ mà trong đó nó có những cái chất mà nó có thể tạo ra ung thư thì nó xác suất những người bị táo bón lâu ngày nó cũng dễ bị ung thư hơn, rồi dễ bị bệnh trĩ hơn và dễ bệnh kiểu là bệnh diverticulitis, tức là một cái loại mà bệnh mà trong cái ruột mình nó có những cái lỗ thủng, nó có những cái chỗ phồng ra tại vì cái áp suất trong cái ruột nó quá cao đó. Thì đó là những cái bệnh căn bệnh mình có thể xảy ra nếu mà mình táo bón lâu ngày. Nhưng mà tại sao táo bón lại làm cho mình dễ bị béo phì? Thật sự táo bón nó không làm mình bị béo phì, nhưng mà khi mà những người mà hay bị táo bón họ dễ lên cân á, tại vì đường ruột họ làm việc rất là chậm. Khi làm việc là đường ruột chậm tại sao? Một á, như mình nói hồi nãy, một là họ không uống nước đủ để mà cái phân nó có đủ nước để mà nó làm việc rất là dễ dàng. Hai là mình không có ăn đủ những cái chất xơ, những chất cặn bã, đó là bị bật mí rồi đó. Những cái chất xơ thì cái triệu chứng của nó là thường thường là bị táo bón. Đó, nếu mình không ở ăn chất xơ tại sao mình lại bị béo phì? Tại vì cái chất xơ nó sẽ giúp cơ thể mình bớt hấp thụ lại mỡ và bớt hấp thụ lại đường. Và cái gì làm cho mình béo phì không phải là mỡ mà thật sự là đường. Khi mình ăn chất đường vô thì chất xơ đã ở đâu mà ra? Thường thường nó từ là carbohydrate là những cái chất như là lúa mạch, bánh mì, cơm, gạo, rau. Carbohydrate còn từ pasta hay là lúa mạch thì đó là những cái chất mà trong đó nó có carbohydrate, right? Thì carbohydrate á, thì trong đó nó có chất xơ của nó cũng có một phần chất xơ, nhưng mà không phải tất cả, không phải cái carbohydrate nào chất xơ nó cũng giống nhau hay là cái độ lượng nó giống nhau. Và cái xơ mà càng ít bao nhiêu đó thì cái đường nó hấp thụ vào cơ thể mình càng nhanh bấy nhiêu và nó làm cái insulin lên. Và khi insulin lên thì như mình đã nói cả mấy tuần nay, sau này là mình cứ hiểu là khi mà insulin nó lên thì nó từ từ nó sẽ làm cho mình bị béo phì. Đó là tại sao khi mà tôi thấy một người mà không có đi đại tiện đều đặn, thường thường họ rất dễ lên cân. Cái lý do là trong cái cách họ ăn uống đã có cái vấn đề rồi, tức là nó thiếu chất xơ. Nó thiếu những cái chất để mà nó giữ nước ở trong ruột và để mà nó đẩy đường ruột đi nhanh hơn để mình đừng có bị táo bón. Thì trong tỉnh tại sao mà tại sao cái thời buổi bây giờ người ta lại bị mấy cái vấn đề đó nhiều hơn, béo phì nhiều hơn, thì bây giờ mình có nhớ lại những bên hồi trước mình ở Việt Nam đó hay là những cái tiệm đồ ăn ở bên Á Đông đó, thì mình có phải đi siêu thị không hay là mình đi ra ngoài chợ, lúc nào mình cũng thấy, mình nhớ hồi nhỏ và lúc nào về Việt Nam mình thấy là mình ăn đồ tươi hàng ngày, ăn rau, ăn đồ tươi hàng ngày, họ ra ngoài chợ họ mua mỗi ngày thì họ ít khi mà để. Như là bên Mỹ này trái ngược lại thì mình đi đâu, mình đi hay đi mua Costco phải không? Tại đi Costco mình mua được nhiều hàng quá, mà những cái đồ đông đá mình để tủ lạnh rất là lâu, hết 30 ngày tháng này qua tháng nọ, thì mình bây giờ liên tưởng giữa hai cách chế độ ăn đó, mình thấy là cái chế độ ăn ở người Việt Nam ít người mà bị béo phì, còn bên Âu Tây mình nghi cả Việt Nam mình cũng bị béo phì tại mình ăn theo cái chế độ của Mỹ và đi mua đồ ăn như là người Mỹ. Khi mình vô một cái siêu thị như là Costco thì rất là lớn, thì mình thấy sao? Mình thấy toàn là hết hàng này tới hàng khác, toàn là đồ trong hộp và trong lon hay là trong cái bao gì đó, rất ít một số là những cái đồ họ để chỗ đông lạnh đó, hay là mình để cho tủ lạnh thật lâu mình ăn được nhiều. Thì những cái chất đó là nó đã bị process, tức là nó đã công nghệ hóa cái đồ ăn, thành ra nó mới bỏ vào được những cái bao và để lâu ngày như vậy được. Thì khi mà mình làm chuyện đó thì tất cả chất xơ trong đồ ăn tươi nó đã hết rồi. Và cái đó nó làm cho mình, khi mà mình tiêu thụ những cái carbohydrate như vậy đó, thì không những là mình đi tiểu nhiều hơn
là khi mà mình ăn đồ tươi, ví dụ một ly nước cam đi, một ly nước cam thì phải tốn bao nhiêu trái cam thì mới vắt ra được một ly nước cam. Thường thường tôi vắt tôi có 400 trái cam lận, nhưng mà tôi ăn 400 trái cam tôi ăn không nổi, tôi ăn được 1-2 trái cam thôi, nhưng mà tôi có thể uống được một ly này, hai ly này, 2-3 ly nước cam, thì trong đó là cả chục trái cam mà không còn hết chất xơ rồi. Thì cái đó là giống như đường, khi nó vô trong cơ thể mình nó không có chất xơ gì hết, nó chỉ hấp thụ cái đường vào trong cơ thể mình thôi. Thì khi mà mình ăn một cái chế độ ăn mà nó đã được công nghệ hóa như vậy thì mình sẽ càng ngày càng ít chất xơ. Và thương lượng ở nước Mỹ này bây giờ đó, một người Mỹ ăn trung bình đó, một ngày có 15 gram chất xơ thôi. Mà hồi xưa cách đây cũng không có lâu lắm, cách đây cỡ 50 năm, 60 năm đó, thì con người thường thường ăn cỡ 50, 40 tới 50 gram chất xơ mỗi ngày. Và hồi xưa họ không bị béo phì như bây giờ, tại vì họ cũng ăn những cái thứ tinh bột như là bánh bột mì, mua lúa mạch như vậy. Nhưng mà cái cách làm việc, cái cách mà họ biến chế cái đó rất là khác. Họ thường thường những cái lúa mạch thì họ phải nghiền nó bằng những khối đá nặng, họ đẩy, họ chà, họ nghiền, thì trong đó thì nó vữa bớt những cái vỏ bên ngoài của cái lúa mạch với là đi, thì nó vẫn còn để lại rất là nhiều những cái chất cặn bã ở trong đó. Khi mà họ nấu ăn cái đó thì ăn nó đỡ hấp thụ đường vô, và vì vậy họ không có bị béo phì như là cái thời buổi hôm nay đó. Thì cái mục đích của mình nói hôm nay là muốn mà điều trị cho hết cái bệnh táo bón và giúp cho mình trục bớt cân thì mình cần fiber. Fiber là những cái chất xơ. Đấy, fiber nó có hai loại. Nó có loại nó kêu là soluble, tức là, và có loại insoluble. Soluble là những cái loại mà nó có thể hòa được với nước. Còn insoluble nó không có hòa được với nước. Những cái thứ hòa được với nước thì anh chị cứ nhớ giống như là đậu đỏ này, rồi avocado này, berries này, những cái chất nào hay là chia seed này, những cái đó anh chị bỏ nước vô một cái là nó hút nước và nó phình ra và nó nhờn nhờn, nó có cái chất nhờn. Đó là soluble, tức là nó được tiêu hóa trong nước được. Và khi nó tiêu hóa được trong nước đó thì nó có hai công dụng. Thứ nhất là nó làm đường bớt, nó làm đường không có được hấp thụ vô trong đường ruột một cách nhanh chóng. Thành ra cái này rất có lợi cho người tiểu đường nhá. Với là tất cả chúng ta muốn béo phì, muốn không insulin lên, không muốn đường vô trong cơ thể thì mình ăn có chất xơ. Và nhất là chất xơ nó kêu là soluble fiber, tức là những cái loại chất xơ mà thấm được với nước để mà nó giúp mình bớt đường vô trong cơ thể. Và cái thứ hai mà khoa học chứng minh đó, là nó làm bớt chất cholesterol, tức là cái độ cholesterol vô trong máu mình nó sẽ bớt nếu mình có ăn đầy đủ fiber, đầy đủ chất xơ. Còn cái loại insoluble, tức là những cái loại mà không có thấm được trong nước, mà cái loại này đó, cái mục đích của nó đó, là nó làm cho cái phân của mình, nó làm cho những cái chất cặn bã của mình đó, nó bự và nó giữ nước. Khi mà nó giữ nước như vậy á, thì nó làm cho cái đường ruột mình nó làm việc nhanh hơn, nó trơn tru hơn, và nó làm cho cái phân mình nó mềm hơn, và mình sẽ bớt được hai cái loại bệnh mà Âu Mỹ bị rất là nhiều, tức là bệnh trĩ và thứ hai là bệnh diverticulosis. Và lẽ nhiên là có những cái cuộc thí nghiệm nó nói là cũng giúp mình làm đựng những cái chất độc nó không có nằm trong cái đường ruột mình để mà nó làm cho mình bị ung thư đường ruột. Đó là cái hai cái loại fiber mà mình nên cần. Còn fiber nó cũng có một cái loại khác, nó kêu là fermentable and then non-fermentable. Tức là fermentable là một cái loại fiber, nó có chất bổ trong đó, chất dầu, chất bổ, chất đường trong đó đủ để mà mấy cái con vi trùng, nhất là những con vi trùng tốt trong cơ thể mình như là lactobacillus, fermentum, đó là một cái loại vi trùng nó sống ở trong đường ruột của mình đó, mà nó thể biến chuyển cái loại xơ mà nó kêu là fermentable ra những cái chất. Trong đó nó có những cái chất dầu nè, xong rồi chất béo nè, chất acetate, butyrate, chất, đó là những cái danh từ y khoa quá phức tạp mình không cần biết. Nhưng mà khi mà những cái fiber này nó được tiêu thụ bởi những cái loại vi trùng tốt này á, thì nó cũng làm ra được năng lượng và cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng cái đó. Ngoài ra dĩ nhiên là mình trong cơ thể mình, đường ruột mình có càng nhiều những cái loại vi trùng tốt như là Lactobacillus fermentum thì cái đó nó càng tốt cho cơ thể mình hơn. Rồi
Rồi ngoài ra đó khi mà mình ăn cái chất xơ nhiều đó, làm sao nó chất xơ nó giúp cho mình tránh được cái bệnh béo phì đó, là chất xơ là nó làm đồ ăn mình, nó làm mình no lâu lắm, tại nó vô trong bụng nó phình lên, và khi nó sình lên nhiều, cái chị có ăn ăn bánh mì biết rồi, ăn mì xong uống nước xong mà thì nó sình lên, nó làm mình no phải không? Nhưng mà cái vấn đề của bánh mì á là nó có những cái loại fiber nó hấp thụ vào cơ thể rất nhiều, và đường làm đường lên rất là cao, thì nó giống như là mình đã nói kỳ nói vừa rồi, là nếu mà mình có 5 cách ăn để mình tránh mình đừng có bị béo phì và mình giữ được cái cân của mình, là thứ nhất là bỏ đường, thứ hai là ăn bớt lại những cái chất tinh bột, thứ ba là mình phải điều hòa cái độ lượng ăn ăn thịt, rồi thứ tư mình ăn chất béo nhiều hơn, nhất là những cái béo tốt như là avocado nè, chất dừa hay là olive oil hay là những cái loại hạt dẻ, rồi thứ 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 năm để cho cái mình để bớt được cân, trong đó là có ăn nhiều fiber hơn phải không, tức là ăn nhiều chất xơ hơn, và có thể dùng những cái loại giấm như là giấm táo, thì lúc đó là 5 bước để mình ăn. Ngoài cái chuyện mà mình đã nói kia rồi, là mình có những cái chương trình mình không có ăn nữa để cho đường ruột mình nó cũng có uống nước thiệt là nhiều, để đường ruột mình nó có cơ hội nó làm sạch sẽ. Còn nào cái để mình tóm tắt lại nha, thì những cái loại chất xơ và fiber có thể là mình ăn bớt lại, nó sẽ làm cơ thể và đường ruột, nhất là đường ruột non mình, nó hấp thụ ít đường hơn và ít mỡ hơn rồi, và nó cũng giúp chất xơ, nó cũng giúp cơ thể mình làm cho những cái chất cặn bã nó lớn hơn, nó nhiều nước hơn, và làm cho mình đi dễ dàng hơn, và ngăn ngừa được những cái loại bệnh khác của đường ruột mà nó gây ra bởi khi mà bị bà táo bón, đó là bệnh trĩ và bệnh diverticulosis. Rồi bây giờ đó, câu hỏi cho các bạn đó, các bạn có ăn đủ chất xơ không, mà làm sao các bạn biết là ăn bao nhiêu là đủ và ăn cái gì trong đó nhiều chất xơ? Đó là cái câu hỏi. Thì các bạn nào chắc chắn mình biết cái câu hỏi đó không, đánh số 1 cho mình đi, để mình coi coi cái mọi người nghĩ sao. Thì cái chiến tranh mình cái gọi là cái cuộc chiến giữa con người và bệnh béo phì và những cái loại bệnh ung thư ruột và những cái loại bệnh mà liên quan tới cái đường tiêu hóa, bây giờ nó càng ngày nó càng gia tăng, như là bệnh celiac disease, tức là bệnh mà là cơ thể mình nó phản ứng với cái chất đạm, cái protein của lúa mạch đó, thì nó làm cho mình viêm đường ruột và nó làm bệnh tiêu chảy, mình không có hấp thụ được chất bổ, không chấp thụ được những cái vitamin và những cái thứ mình cần thiết, và cơ thể mình từ từ nó sẽ yếu đi, và nó sẽ mà khi nó chỉ hấp thụ cái đường là dễ nhất và nhanh nhất, thì họ dễ bị béo phì và bệnh tiểu đường càng ngày càng tăng đó. Thì ăn uống nhiều chất xơ rất là quan trọng, và càng ngày chất xơ càng xuống, cái độ xơ trong cơ thể, tại vì càng ngày mình ăn những cái thứ mà họ đã process rồi, họ đã công nghệ hóa rồi, mà thì đã không còn chất xơ gì hết nữa. Thì hồi xưa đó, hồi hồi thượng cổ đó, thì con người ăn từ 70 cho tới 120 gram chất xơ mỗi ngày, nhưng mà bây giờ ăn uống những cái xã hội như Việt Nam, như ở Việt Nam á, mình ăn đồ tươi đó thì mình cũng ăn cỡ 40-50 gram chất xơ mỗi ngày, và Mỹ thì họ ăn cỡ ít hơn 15 gram, mà cả người Việt Nam bên này cũng vậy, cũng bắt đầu ăn ít hơn 15 gram, tại mình ăn đồ process nhiều hơn. Theo hệ thống của American Heart Association, tức là một cái bộ cục của cơ quan lo về tim ở tại nước Mỹ, nó kêu là American Heart Association đó, cái guideline của họ cho một người khỏe mạnh, cho một người Mỹ đó, thì nó nói phải ăn từ 25 cho tới 30 gram mỗi ngày. 25 tới 30 gram mỗi ngày. Và những cái thứ mà tinh bột đường họ phải bỏ cái đó ra. Rồi. Có những cái cuộc thí nghiệm của người Canada, nhất là những cái người mọi Canada, thì họ thấy là khi mình ăn nhiều chất chất xơ thì body mass index, tức là cái nặng cân nặng của mình đó, nó thấp hơn những người khác. Và cách đây có một cái có một cái cuộc thí nghiệm 10 năm của, nó kêu là cardia study, nó khám phá là những người ăn ăn nhiều chất 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 xơ thì họ sẽ ít lên cân hơn là những người không ăn. Rồi những cái cuộc Rồi, có một cái study về fiber supplement, tức là những người họ thay vì họ nếu họ ăn không có đủ chất chất xơ thì thường thường họ supplement, tức là họ dùng những cái sản phẩm mà có nhiều chất xơ vô để họ uống
Cái này thì cũng giúp cho người ta trục cân từ 3 pound cho đến 4.2 pound trong vòng 12 tháng tới 1 năm, họ cũng bớt giúp bớt được thêm từ 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 3 tới 4 pound. Đó, thì đó là những cái ích lợi của dùng chất xơ để mà làm mình bớt hấp thụ những chất đường và chất béo, và mình cũng chữa luôn được cả cái bệnh trĩ và bệnh bị táo bón của con người. Thì mình phải tăng cái chất xơ trong cơ thể mình lên, có nghĩa là con nít bên này nấu ăn cái gì nó cũng ăn cái thứ trong mấy cái bao á, trong mấy cái hộp đó, là nhiều lắm nó ăn cereal mấy cái thứ đó, thì hoàn toàn là nó không có chất xơ gì nhiều trong người nó hết á, thành ra đứa nào cũng có vấn đề về táo bón và bệnh béo phì. Đó là cái bệnh kinh niên bây giờ. Thì nếu mà bạn biết bạn phải ăn nhiều chất xơ hơn, thì bạn ăn cái gì bao nhiêu và ăn những cái thứ gì để cho giúp để mình ăn cho đủ chất xơ để mình được được những cái ảnh hưởng tốt trong cơ thể của mình. Thì ngoài ngay cả mình khi mà mình ăn cái fiber thì ăn rau nè, xong rồi mình ăn trái cây rồi nhá, nhưng mà chừng đó đôi lúc mình cũng không uống đầy đủ nước, thế nên mình cũng bị vấn đề về 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 báo ai cũng việc vấn đề đó. Thế nên mình thường thường mình phải supplement, cũng giống như là mình nói kỳ vừa rồi, mình không biết mình ăn cái gì cho biết là mình đủ vitamin đủ mineral hay không, thì là ai cũng cần một sự bổ sung đó. Thì ngay cả cái chuyện fiber mình cũng phải bổ sung, thì cái sản phẩm mình bổ sung cũng một thời gian cũng hơn cả năm nay tôi thấy rất là tốt, là sản phẩm của công ty Pharmanex, nó kêu là Nutrify, Nutrify. Mỗi lần mình uống một muỗng cái đó đó, thì buổi sáng mình uống một muỗng, buổi tối mình uống một muỗng, là nó cho mình ít nhất 8 gram của soluble và insoluble để mình supplement. Tại một ngày mình cần 25 tới 30, mà mình thế mà một người Mỹ, một người trung bình có thể ăn 15 gram fiber thôi, thì mình phải supplement lên 10 gram, 15 gram nữa thì nó mới đủ 25 tới 30 gram để mà giúp cơ thể của mình. Đó thì cái đó là một cái những cái sản phẩm tuyệt vời mà mình dùng, mà mình dùng đều đặn, mà mình thấy đó, nó làm cho mình rất là đều. Bà xã mình cũng bị nhiều vấn đề về cái này lắm, thành ra bà than mình phèo hoài, thành ra mình cũng chia sẻ cái này cho Diễm. Và cái sản phẩm này là một cái sản phẩm rất là dễ dùng, vì nó không có đường, rồi nó có vừa soluble là cái loại mà nó thấm được với nước, và cái là insoluble, mình cần cả hai, right? Mình nhắc lại nha, cái soluble mà nó thấm được với nước thì nó ngăn cản được đường và nó ngăn cản được cholesterol. Còn cái insoluble mà nó không thấm nước á, thì nó giúp cho cái đường ruột mình nó phân mình nó phình lên, nó nhiều, nó giữ nước trong đó và làm cho mình đỡ bị bón. Đó thì cái công thức này nó có cả hai. Đó, nó có cả hai. Thì vì vậy và tôi thấy đó là một cái công thức rất là tuyệt vời, tại vì nếu mà mình chỉ có cái chất xơ mà soluble thôi, fat water soluble thôi đó, thì nó không có giúp cho, tại nó không có giúp cho mình có phân nó được mềm, và nó sẽ không giúp mình về cái chuyện táo bón. Nhưng mà vì cái này nó có vừa cả soluble và insoluble thì nó rất là tuyệt vời, để nó giúp cho mình cả hai. Thì trong đó nó có những cái chất cellulose, oat bran, gum arabic với lại citrus pectin. Citrus pectin là một loại soluble. Thì có thể mình cần cả hai cái thứ đó. Thì đó là một trong cái mình có thể recommend cho các bạn. Nếu mà mình chắc chắn các bạn là không có ăn đủ cái chất xơ đâu, phần đông là không ăn đủ chất xơ, tại mình không có thời giờ mình ăn nhiều như vậy. Thì đây là một cách để mình giúp cơ thể mình điều hòa và giữ đường ruột mình đầy đủ nước, làm việc trơn tru rất là tốt. Ngoài chuyện công ty mình cũng có những cái sản phẩm khác mà tôi rất là thích, đó kêu là probiotic, trong đó là có những cái loại vi trùng rất là tốt trong cơ thể. Một muỗng đó, một một consumption đó là nó bằng, nó có 2 tỷ colony, tức là 2 tỷ cái con vi trùng này, để vi trùng tốt này để mà nó sinh sống ở đường ruột của mình, để mà nó chống lại những cái vi trùng dữ đó. Thì có những cái loại nó kêu là lactobacillus fermentum, là đây là cái loại vi trùng mới nói hồi nãy đó, là khi mà mình ăn những cái insoluble fiber, những cái loại fiber mà nó không thấm vô được, mà nó giữ được trong, nó xuống được ruột già đó, thì cái con vi trùng này nó dùng những cái loại fiber mà mình không có thể xài được, mà nó có thể rút ra được những cái chất dầu, những cái chất butyric, những cái chất mà trong đó có thể con người có thể dùng cái đó làm năng lực, và nó giữ cho cái đường ruột mình nó rất là khỏe mạnh, và nó tránh được những cái bệnh nan y, nhất là khi các bạn phải uống trụ sinh.
nhất là phụ nữ khi mà bị nhiễm trùng đường tiểu mình hay uống được trụ sinh, mà mùa này là mùa đông mình hay bị viêm phổi rồi mình viêm mũi rồi bác sĩ cho mình uống trụ sinh. Mỗi lần mà uống trụ sinh vô, cái trụ sinh nó không phải nó giết chỉ có là vi trùng xấu đâu, nó giết cả vi trùng xấu lẫn vi trùng tốt. Thế nên đó là những cái lúc rất là quan trọng để các bạn uống và bỏ lại trong cơ thể mình những cái loại vi trùng tốt. Thì công ty có cái sản phẩm nó kêu là probiotic, thì cái đó trong đó nó có rất nhiều cái loại vi trùng tốt để mà mình thay vì sau khi trụ sinh nó giết hết, giống như nó dẹp sạch hết cái đường ruột mình, không dẹp hết vi trùng rồi, nếu mình để tự động có thể vi trùng xấu nó vô lại qua đồ ăn, mình ăn đồ ăn mà đồ ăn ở đâu mình đâu có biết đâu, thì mình có thể vô hình chung mình ăn những cái loại rau tươi rồi vậy đó mà nó họ không được rửa được sạch như vậy đó, thì nhiều khi nó bỏ lại những loại vi trùng xấu ở đường ruột mình. Thành ra mình phải chống lại cái đó bằng cách mình uống những cái loại vi trùng tốt ở trong người mình đều đặn, để mà đường ruột lúc nào cũng có vi trùng tốt trong đó hết, để mà nó giúp mình tiêu hóa và ngừa bệnh ung thư rồi ngừa bệnh nhiễm trùng bởi những vi trùng dữ, và nó giúp cho đường ruột mình khỏe mạnh. À, thì để mình đúc kết lại ha, mà nói chuyện hôm nay đó là mình chỉ muốn chia sẻ là cơ thể mình rất cần chất xơ để mà mình ngăn ngừa bệnh béo phì, và mình cũng rất cần chất xơ để mình ngăn ngừa cái chuyện bệnh táo bón, và mình có thể làm hai chuyện đó chỉ làm một cách rất là đơn sơ, rất là dễ dàng, là buổi sáng buổi tối mình uống một muỗng của cái sản phẩm nó kêu là Nutrify, và mình uống thêm cái probiotic. Nếu mình đang uống trụ sinh thì chắc chắn là mình phải cần, bình thường mình cũng cần rồi nhưng mà khi mà mình uống trụ sinh nó cần hơn, để mình giúp được mình có được cái soluble fiber để mà mình ngăn cản chất đường và những chất mỡ béo phì vào, và nó có cái insoluble fiber để mà mình có thể làm cái đường ruột mình nó làm việc nhanh nhẹ hơn, nó giữ nước trong đó và để mình chống bệnh táo bón. Đó là hai hai cái hai hai cái bệnh mình gọi là nan y mà ai cũng có vấn đề hết, thì mình có thể supplement bằng Nutrify và cái probiotic, thì hai cái sẽ đường ruột mình rất là khỏe. Rồi, đó là tất cả những cái mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nếu quý vị có thắc mắc hay là có vấn đề, hay các bạn mà có câu hỏi gì thì có thể private box me or comment. Otherwise, mình sẽ bỏ lên trên mạng một cái list có tất cả những cái đồ ăn mà mình thường sử dụng mà nó có nhiều chất xơ, và mỗi phần ăn như vậy nó có bao nhiêu gram chất xơ trong đó, thì mình sẽ post cái đó lên sau cái Facebook live này để các bạn có thể download, các bạn có thể in cái đó ra mà dùng cái đó là kim chỉ nam khi mình lựa những cái đồ ăn nào mà nó có nhiều chất xơ để nó giúp cho đường ruột mình tốt, cộng thêm cái Nutrify và cộng thêm cái probiotic, thì tôi cũng mong là các bạn sẽ đỡ bị bệnh bón, ngăn ngừa được nhiều thứ bệnh khác và giúp đỡ gia đình mình không bớt bệnh béo phì. Thì đó, cái đó là tất cả những cái mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì tới tuần tới thì mình sẽ có một cái đề tài khác, thì mình sẽ báo các bạn trước nha. Nếu ngoài ra các bạn muốn nghe một cái đề tài gì, có một cái câu hỏi gì liên quan tới sức khỏe, liên quan tới bệnh béo phì, những cái loại bệnh mà liên quan tới thiếu dinh dưỡng, cái đó thì các bạn có thể inbox private inbox me hay là comment nói ok bác sĩ Vũ có thể tuần tới nói chuyện về cái đề tài này được không, thì mình sẽ coi coi bao nhiêu người muốn nghe đề tài gì thì mình cũng có thể chia sẻ với các bạn cái gì mình đã có và đang sống và đã trải nghiệm qua trong 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 bao nhiêu năm nay, thì để mà mình muốn cống hiến cho các bạn, và chúc các bạn có một mùa Noel và một năm mới tuyệt vời, hạnh phúc và mọi sự như ý và giữ được sức khỏe tuyệt vời với để sống với gia đình trong năm tới này. Thì thôi tôi chào các bạn nha, cho mình nói chuyện sau. Bye.